áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em đã đến với bài học môn khoa học tự nhiên, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bài học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một giới sinh vật mà nó có vai trò đặc biệt quan trọng đối với con người của chúng ta. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu giới thực vật. Ở đây thì chúng ta hãy cùng quan sát hình ảnh đầu tiên của phần mở đầu. Rồi, xung quanh chúng ta thì có rất nhiều loài thực vật khác nhau đúng không nhỉ? Và chúng ta có thể kể tên ra rất là nhiều loài. Và cụ thể trong cái hình ảnh này có rất nhiều loài cây. Tuy nhiên thì chúng ta quan sát được rõ nhất đó chính là đây là cây dừa đúng không nhỉ? Cây dừa, môi trường sống của cây dừa là ở trên cạn. Và thứ hai đó chính là cây hoa súng. Môi trường sống của cây hoa súng đó chính là ở dưới nước. Như vậy thì thực vật nó có môi trường sống rất là đa dạng. Có thể ở cả trên cạn này, hoặc có thể ở cả dưới nước này. Và chúng ta thường thấy thực vật nó sống ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Và chúng ta đi ở ngoài đường, trên vỉa hè chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhiều loài cây khác nhau. Đúng không? Vậy thì một lắm á, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về sự đa dạng của thực vật. Rồi, thực vật thì nó gồm có nhiều loài và kích thước môi trường sống cũng rất là khác nhau. Đó, trên thế giới thì có khoảng gần 400.000 loài đã được phát hiện. Và trong đó ở Việt Nam thì phát hiện ra khoảng gần 12.000 loài. Và thành phần cụ thể thì chúng ta sẽ cùng quan sát cái bảng số lượng các loài thực vật ở Việt Nam. Tức là theo số liệu của Tổ chức Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên. Rồi, đây là cái bảng số lượng các loài thực vật ở Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng đây là ngành thực vật này và đây là số lượng loài. Hạt kín thì số lượng loài của nó rơi vào khoảng 10.300 loài. Còn hạt trần thì lại rất là ít, chỉ khoảng 69 loài. Và dương xỉ và rêu thì nó tương đương với nhau, gần tương đương với nhau. Dương xỉ thì có khoảng 691 loài, còn rêu thì là 481. Và chúng ta có câu hỏi đầu tiên, sách giáo khoa trang 115. Dựa vào số liệu ở bảng bên, em hãy nhận xét về số lượng loài của mỗi ngành thực vật. Và chúng ta có ngành hạt kín này, ngành hạt trần, ngành dương xỉ và ngành rêu. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhận xét. Ngành hạt kín nó có số lượng loài lớn nhất trong các cái ngành, trong tất cả các cái ngành mà chúng ta quan sát được, đúng không nhỉ? Nó rơi vào khoảng 10.300 loài. Đó, nó có thể nhận xét và trả lời về câu hỏi số 1, sách giáo khoa trang 115. Rồi, câu hỏi 1, sách giáo khoa trang 115. Số lượng loài của ngành hạt kín là lớn nhất và nhiều nhất đấy. Là lớn nhất trong 4 ngành, trong cả 4 ngành. Và số lượng loài của hạt trần là ít nhất. Và số lượng loài của ngành hạt trần là ít nhất. Rồi, nó chỉ khoảng 69 loài thôi. Đó là câu hỏi số 1, sách giáo khoa trang 115. Vậy thì về môi trường sống và về kích thước của thực vật thì sao? Nó có giống nhau hay không? Chúng ta hãy cùng quan sát tiếp. Rồi, ở đây chúng ta có hình 34.1 và hình 34.2. Đây là cây bèo tấm.
Kích thước của cây bèo tấm thì rất là nhỏ. Đường kính lá của nó chỉ rơi vào khoảng vài mm. Nhưng mà cây long tầm thì lá của nó lại có kích thước rất là lớn. Đường kính lá thì hơn 1 mét. Hoặc là cây bao bát. Đường kính thân thì rơi vào khoảng vài mét. Đó, kích thước rất là lớn. Rồi, còn về môi trường sống. Cây cọ này thì nó sinh sống ở trong vùng đồi núi. Nhưng mà cây xương rồng thì lại sống ở sa mạc, đất khô cằn. Đó, hoặc là cây đước thì lại sống ở vùng nước lợ. Nó môi trường sống rất là khác nhau, kích thước cũng rất là khác nhau. Như vậy thì chúng ta có câu hỏi của số 2. Quan sát hình 34.1 và 34.2, nhận xét về kích thước và môi trường sống của thực vật. Các bạn thấy rằng kích thước và môi trường sống của các loài thực vật nó có giống nhau không? Nó không hề giống nhau. Mỗi một loài thì sẽ có kích thước và cái môi trường sống đặc trưng nó khác nhau. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2, sách giáo khoa trang 115. Câu hỏi 2, sách giáo khoa trang 116 nhé. Rồi, các loài thực vật khác nhau thì nó sẽ có kích thước khác nhau, giống như chúng ta vừa mới phân tích. Cây bèo tấm thì đường kính lá của nó chỉ vài mm thôi. Nhưng mà một cây khác, đó chính là cây long tầm, thì đường kính lá của nó lại là hơn 1 mét. Đó, nó rất là khác nhau và chênh lệch nhau rất là lớn. Đó, các loài thực vật khác nhau. Các loài thực vật khác nhau thì sẽ có kích thước khác nhau. Có kích thước khác nhau. Đó. Ví dụ, chúng ta nêu ví dụ ra. Cây bèo tấm thì kích thước lá của nó chỉ rơi vào khoảng đường kính lá đấy. Đường kính lá là vài mm. Đó. Nhưng mà cây long tầm thì đường kính lá rất là lớn và nó hơn 1 mét. Đó, lớn hơn 1 mét và chúng ta thấy được cái sự khác nhau. Vậy còn về môi trường sống, thứ hai là về môi trường sống. Thực vật thì có môi trường sống rất là đa dạng, không ở trong một cái môi trường nhất định nào cả. Môi trường sống rất đa dạng. Có những loài thì sống cả ở vùng đồi núi này. Thực vật. Có thể sống ở vùng đồi núi. Sống ở dưới nước này. Đó. Hoặc là cả ở những nơi sa mạc khô hạn. Cả ở những nơi sa mạc khô hạn. Như vậy thì cái môi trường sống của nó rất là đa dạng. Qua đó thì chúng ta thấy rằng thực vật nó có kích thước khác nhau, môi trường sống khác nhau. Và điều này dẫn đến thực vật nó cũng sẽ có những cái đặc điểm khác nhau về hình thái bên ngoài này, về cấu tạo ở bên trong này và về cả cái đặc điểm sinh sản nữa. Và
dựa vào cái đặc điểm sai khác đó mà đã chia thực vật thành các cái nhóm khác nhau. Và nó gồm những cái nhóm nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần 25A, các nhóm thực vật. Rồi, 25A, các nhóm thực vật. Các cái loài thực vật ấy, thì đều có một số đặc điểm giống nhau, nhưng bên cạnh đó chúng sẽ có những cái đặc điểm sai khác. Và đặc điểm sai khác thì sẽ chia thành hai cái nhóm chính, chia thực vật thành hai nhóm chính. Rồi, vậy đó là hai nhóm nào? Chúng ta cùng quan sát ở cái sơ đồ sau cho cô. Chúng ta cùng quan sát sơ đồ phân loại giới thực vật. Giới thực vật thì sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là thực vật không có mạch và nhóm số 2 là thực vật có mạch. Đối với thực vật không có mạch sẽ gồm có ngành rêu. Và thực vật có mạch thì lại được chia làm hai nhóm nhỏ hơn. Đó chính là nhóm thực vật không có hạt và nhóm thực vật có hạt. Và nó gồm có 3 ngành, ngành dương xỉ, ngành hạt trần và ngành hạt kín. Vậy trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thực vật không có mạch là ngành rêu trước tiên. Rồi, một nhỏ là thực vật không có mạch. Đại diện đó chính là cây rêu. Chúng ta cùng quan sát hình ảnh về cây rêu. Đây là hình ảnh về cấu tạo của một cây rêu. Và đây là một đám rêu chúng ta phải quan sát được. Đối với rêu, nó thường sống ở, chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở những nơi ẩm ướt này, hoặc là những nơi ít có ánh sáng, ở những bờ tường, đúng không nhỉ? Cơ thể của rêu thì rất là nhỏ bé và kích thước của nó chỉ rơi vào khoảng từ 1 cho đến 2 cm. Và đây là hình ảnh phóng to của cây rêu. Về cấu tạo. Về cấu tạo của cây rêu thì nó có rễ giả này. Chúng ta quan sát hình. Đó, có thân, có lá và phần ở trên ngọn thì có chứa túi bào tử. Và đây là hình ảnh về đám rêu. Toàn bộ trong cơ thể cây rêu này thì chưa có mạch dẫn hay là không có mạch dẫn. Đó. Và cây rêu sinh sản bằng bào tử nằm ở trên ngọn. Chúng ta có câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 gồm có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó chính là ở những nơi khô hạn có nắng chiếu trực tiếp thì rêu có sống được hay không và vì sao? Thông thường thì chúng ta chỉ nhìn thấy rêu ở những nơi ẩm ướt và có ít ánh sáng thôi, đúng không nhỉ? Vậy thì những nơi khô hạn và nắng chiếu trực tiếp thì rêu có sống được hay không? Câu trả lời đó chính là nó không sống được. Vì sao? Chúng ta cùng trả lời câu hỏi số 3. Rồi, đây là câu hỏi 3. Sách giáo khoa trang 117. Rồi, yêu cầu thứ nhất nè. Ở những nơi mà có khô hạn này, có ánh nắng chiếu trực tiếp này. Những nơi khô hạn có ánh nắng trực tiếp thì rêu sẽ không sống được. Không sống được. Chúng ta hãy giải thích vì sao. Rồi, về cấu tạo của rêu thì nó hoàn toàn chưa có mạch dẫn ở cả phần thân, cả phần lá, đúng không nhỉ? Và thứ hai, rêu chưa có rễ thật. Toàn bộ rễ của rêu chỉ là rễ giả mà thôi. Chính vì vậy nó chưa thể thực hiện được các cái chức năng dẫn nước. Nếu như sống trong cái môi trường khô hạn thì cơ thể cây rêu sẽ bị thiếu nước. Đó, và sẽ chết. Chính vì vậy chúng ta chỉ thấy rằng rêu mọc ở những nơi ẩm ướt và những nơi ít ánh sáng mà thôi. Đó là giải thích cho cái yêu cầu đầu tiên của câu hỏi số 3. Vì rêu chưa có rễ thật. Chưa có rễ thật này. Và chưa có hệ mạch dẫn. Và chưa có hệ mạch dẫn. Chính vì vậy mà chưa thể thực hiện được cái chức năng dẫn nước.
chưa thực hiện được chức năng dẫn nước. Rồi, đó là cái lời giải thích cho vì sao mà rêu chúng ta không thấy được, không thấy nó mọc ở những nơi khô hạn này hay là những nơi có ánh nắng trực tiếp, được chưa? Yêu cầu số 2 của câu hỏi: để tránh rêu mọc ở chân tường này, ở sân hoặc bậc thềm gây trơn trượt và gây mất thẩm mỹ thì chúng ta nên làm gì? À, chúng ta thấy rằng đám rêu nó mọc ở chân tường này, ở sân hoặc là ở bậc thềm thì nó sẽ gây ra hiện tượng, đó chính là trong cái quá trình chúng ta đi lại sẽ bị trơn trượt và nó cũng gây ra mất thẩm mỹ, mất mỹ quan cho khung cảnh gia đình này, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta để mà tránh rêu mọc ở những nơi như vậy. Và yêu cầu số 2 của câu hỏi số 3: để tránh rêu mọc, để tránh rêu mọc ở chân tường này, hoặc ở sân này, ở thềm nhà thì chúng ta có thể sử dụng sơn tường, đúng không? Đó, ta cần làm gì? Có thể sử dụng sơn tường. Ngày nay thì có rất nhiều loại sơn tường, nó có cái khả năng chống rêu, chống mốc chẳng hạn. Đầu tiên là sử dụng sơn tường. Cái này thì rất là phổ biến và nó sẽ có khả năng chống rêu mốc. Rồi, đó là cái biện pháp đầu tiên. Vậy còn thứ hai, đó chính là chúng ta thường xuyên cọ rửa sân này, bậc thềm này. Thường xuyên cọ rửa sân, bậc thềm cho sạch sẽ thì rêu nó sẽ không mọc, đúng không nhỉ? Và tránh để chân tường này, sân này hoặc là bậc thềm ẩm thấp, bởi vì rêu nó mọc ở những nơi ẩm thấp thì chúng ta cần vệ sinh cho sạch sẽ, khô ráo. Tránh để sân này, thềm nhà hoặc là những cái chân tường bị ẩm thấp. Nếu như nó khô ráo thì rêu nó sẽ không mọc, đúng nhỉ? Chúng ta đã trả lời ý đầu tiên, yêu cầu đầu tiên đấy, được chưa? Hoặc là có thể phát quang cành lá rậm rạp xung quanh. Phát quang cành lá này, hoặc cây này, rậm rạp ở xung quanh. Rồi, đó là một số cái biện pháp phổ biến để chúng ta ngăn cái việc rêu nó mọc ở chân tường, ở sân, ở thềm nhà và nó có thể gây trơn trượt hoặc là gây mất mỹ quan. Đó, đó là câu hỏi số 3, sách giáo khoa trang 117 mà chúng ta đã trả lời được. Và qua cái phần này thì chúng ta đã ghi nhớ được cái đặc điểm của rêu. Rồi, rêu chưa có rễ thật này và sinh sản bằng bào tử, có chứa túi bào tử ở phần ngọn. Và cây rêu thì là nhóm thực vật chưa có mạch hay là không có mạch dẫn. Vậy còn nhóm số 2, nhóm thực vật có mạch, chúng ta sẽ gồm có 3 ngành: ngành dương xỉ thuộc vào thực vật không hạt, và ngành hạt trần, ngành hạt kín thuộc vào thực vật có hạt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái ngành dương xỉ trước. Ngành dương xỉ. Rồi, chúng ta cùng quan sát. Đây là hình ảnh cây dương xỉ. Bình thường thì chúng ta vẫn thấy một số cây dương xỉ mọc ở
xung quanh vườn nhà chúng ta, hoặc là ở những bụi cây ven đường này, hoặc là ở những trong bờ giếng này. Vậy thì đối với dương xỉ, nó là đại diện của nhóm thực vật không có hạt. Rồi, không có hạt. Chúng thường sống ở những nơi ẩm hoặc là những nơi mát. Như vậy môi trường sống của nó cũng hơi giống rêu, đúng nhỉ? Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 4, sách giáo khoa trang 118. Hãy quan sát hình 34.4 và cho biết cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ có đặc điểm gì? Đầu tiên thì các bạn xác định cho cơ quan sinh dưỡng đó chính là phần rễ này, phần thân và phần lá. Vậy rễ, thân, lá của dương xỉ có đặc điểm gì? Nói cùng nhau đi trả lời câu hỏi số 4. Rồi, câu hỏi số 4 nha. Câu hỏi 4. Sách giáo khoa trang 118. Rồi, đặc điểm rễ thân lá của cây dương xỉ hay là đặc điểm cơ quan sinh dưỡng đấy. Các bạn nhớ cho cô nha, cơ quan sinh dưỡng đó chính là phần rễ, phần thân và phần lá. Thì cây dương xỉ nó đã gồm rễ, thân và lá, và rễ của nó là rễ thật. Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ. Rồi, đã có rễ thật. Đó. Và đây là phần thân của cây dương xỉ. Đó, trong thân đã có mạch dẫn. Thân đã có mạch dẫn. Rồi, lá của nó thì phát triển. Một số cái phần lá non thì nó thường cuộn tròn lại, đúng nhỉ? Mặt sau lá thì còn có chứa các cái đốm, gọi là túi bào tử. Lá non thường cuộn tròn. Chúng ta quan sát hình 34.4 và có thể nhìn thấy được lá non thường cuộn tròn. Đó. Khi mà các bạn nhìn thấy cây dương xỉ, các bạn lật cái mặt dưới của nó lên, chúng ta có thể quan sát được những cái đốm tròn đấy, đó chính là các cái túi bào tử, và chúng ta chỉ thấy ở những cái lá già thôi, mặt sau lá già. Mặt sau lá già có các đốm là túi bào tử. Là túi bào tử. Như vậy thì cây dương xỉ nó cũng gần giống với rêu, đó chính là sinh sản bằng bằng bào tử. Rồi, bào tử của cây rêu thì nằm ở trên ngọn, còn bào tử của cây dương xỉ thì nó nằm ở mặt sau của lá. Đó nha, từ mặt sau các bạn ghi nhớ cho cô. Đó là một số cái đặc điểm về rễ này, về thân và về lá của cây dương xỉ. Tiếp theo đó chính là về thực vật hạt trần. Đây chúng ta cùng quan sát thực vật hạt trần. Rồi, đại diện của thực vật hạt trần đó chính là cây thông. Và chúng ta cùng quan sát đặc điểm rễ, thân, lá của cây thông. Đối với cây thông thì nó đã có rễ, thân và lá này phát triển. Nó đã có mạch dẫn. Kích thước của nó thì rất là lớn. Tuy nhiên thì cây thông vẫn chưa có hoa và quả. Sinh sản bằng hạt. Vậy hạt của nó nằm ở đâu? Nó sẽ nằm lộ ở trên các cái lá noãn. Đó, chính vì vậy mà người ta gọi nó là hạt trần. Và đây cũng chính là cái nội dung của câu hỏi số 5 đấy. Câu hỏi số 5, trang 118.
Chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi số 5. Rồi, câu 5. Câu hỏi 5. Sách giáo khoa trang 118. Nêu những đặc điểm giúp em biết được cây thông là cây hạt trần. Rồi, đặc điểm để chúng ta nhận biết cây thông là cây hạt trần đó chính là về hoa và quả của nó là chưa có. Đó, đặc điểm nhận biết cây thông là hạt trần. Nhận biết cây thông là hạt trần. Thứ nhất đó chính là chưa có hoa và quả. Bình thường chúng ta ăn các loại quả thì chúng ta thấy rằng hạt của nó sẽ nằm ở bên trong quả, đúng nhỉ? Nó không hề hở ra bên ngoài. Đó, còn đối với cây thông thì nó chưa có hoa và cũng chưa có quả. Có hạt nhưng mà hạt nằm lộ ở trên lá noãn hở. Hạt nằm lộ trên lá noãn hở. Đó, các bạn nhớ cho cô hai cái đặc điểm này để chúng ta có thể so sánh giữa các cái ngành thực vật với nhau. Đó là câu trả lời cho câu hỏi số 5, sách giáo khoa trang 118. Và cuối cùng là nhóm thực vật phát triển nhất. Đó, đó chính là thực vật hạt kín. Nhóm thực vật hạt kín. Rồi. Hầu hết thì thực vật xung quanh mà chúng ta nhìn thấy đó chính là các thực vật hạt kín. Cấu tạo cơ thể của nó thì đã rất là hoàn thiện, rễ thân lá đầy đủ này, có mạch dẫn này và số lượng loài cũng nhiều, phong phú, nó thích nghi với nhiều loại môi trường sống khác nhau. Trên cạn này và môi dưới nước này. Đó. Ở đây chúng ta cùng quan sát hình 34.6, đây là cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín. Vậy cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín đó là gì? Đó chính là hoa này, đó chính là quả này. Bên trong quả thì có chứa hạt. Đó. Ngoài ra thì cơ quan sinh dưỡng nó còn đa dạng về hình thái. Ví dụ như lá thì có lá đơn hoặc là lá kép. Đó. Và thân. Thân thì có thể là thân củ giống như cây khoai tây này. Hoặc là thân rễ giống như cây nghệ. Đúng nhỉ? Đây là hình ảnh cây nghệ. Rễ thì có rễ cọc hoặc là rễ chùm. Rễ cọc thì thường ở một số cây ăn quả như là cây bưởi này hoặc cây cam, cây nhãn. Còn đối với rễ chùm thì những cái cây như là cây lúa này hoặc là cây hành này, đó, cây hành lá thì nó thuộc vào rễ chùm. Đó là về đặc điểm thực vật hạt kín, tức là phát triển và cấu tạo hoàn thiện, đầy đủ, rễ thân lá. Và nhớ cho cô, đó chính là đã có mạch dẫn rồi. Rồi chúng ta có câu hỏi số 6 là kể tên một số loài thực vật hạt kín mà em biết. Rồi câu hỏi này thì rất dễ đúng nhỉ? Xung quanh gia đình của chúng ta, vườn nhà của chúng ta, các cái cây ăn quả này nó đều là thực vật hạt kín. Vậy chúng ta có thể dễ dàng kể ra được. Đó, câu hỏi số 6. Câu hỏi 6, sách giáo khoa trang 118. Rồi, một số loài thực vật hạt kín. Đầu tiên thì chúng ta thấy là ở trong vườn nhà của chúng ta đi, chúng ta có một số cây ăn quả, đúng nhỉ? Các cái cây ăn quả đều là cây hạt kín, ví dụ như là nhãn này, vải này, sắp đến mua vải rồi, hoặc là bưởi này, xoài, mận, đó, các loại cây ăn quả. Hoặc là xung quanh khuôn viên trường của chúng ta thì có cây bàng, cây hoa phượng,
các cái loài hoa có hoa, quả và hạt đấy. Hoa hồng, vân vân. Đó, rất là nhiều. Các bạn có thể kể thêm ra. Đó là câu trả lời cho câu hỏi số 6 trang 118. Rất là dễ. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bốn cái ngành thực vật: ngành rêu này, ngành dương xỉ, ngành hạt trần và ngành thực vật hạt kín. Bốn ngành theo cái mức độ tiến hóa dần dần. Tiến hóa nhất đó chính là ngành thực vật hạt kín. Và để khắc sâu kiến thức này thì chúng ta cùng quan sát cái phần hoạt động thảo luận nhóm. Rồi, chúng ta có cái phần hoạt động thảo luận nhóm. Đầu tiên, ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, so sánh các cái ngành thực vật về môi trường sống, cấu tạo đặc trưng, bao gồm cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và cái hình thức sinh sản của nó. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong bốn ngành rồi. Bây giờ chúng ta phải đi so sánh bốn ngành đó để mà chúng ta nhận biết được cái sự khác nhau. Rồi, để trả lời cho cái câu hỏi này và so sánh được bốn ngành thực vật thì chúng ta sẽ kể cho cô cái bảng như sau. Và cô đã kể sẵn một cái bảng để mà so sánh. Rồi, đây là bốn ngành: ngành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần và ngành hạt kín. Và tiêu chí để chúng ta so sánh mà yêu cầu đề bài đưa ra đó chính là so sánh về môi trường sống này, so sánh về cấu tạo đặc trưng và so sánh về hình thức sinh sản. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ cùng rêu xác định môi trường sống của rêu, đó chính là ở những nơi nơi ẩm ướt, đúng nhỉ? Rêu thì thích sống ở những nơi ẩm ướt. Đó, chúng ta ghi môi trường sống của nó vào đây. Nơi ẩm này. Về cấu tạo đặc trưng của rêu, đó chính là nó chưa có hệ mạch dẫn. Quan trọng nhất đó chính là chưa có hệ mạch dẫn. Đó, để chúng ta phân biệt với ba cái ngành còn lại. Phần dễ thì hoàn toàn là dễ giải. Dễ giải, được chưa nhỉ? Bao tử của nó thì nằm ở đâu? Bao tử thì nằm ở trên trên ngọn. Bao tử nằm trên ngọn. Đây chính là những cái cấu tạo đặc trưng nhá. Các bạn nhớ cho cô là đặc trưng. Chúng ta chỉ nêu ra những cái quan trọng nhất thôi. Thế còn về hình thức sinh sản của rêu, đó chính là sinh sản bằng bào tử nằm ở trên ngọn này. Đó. Sinh sản bằng bào tử. Rồi, để chúng ta so sánh với ba cái ngành tiếp theo. Thứ hai đó chính là ngành dương xỉ. Ngành dương xỉ thì chúng ta thấy rằng cây dương xỉ nó mọc ở những nơi như thế nào? Những nơi ẩm này, những nơi mát này. Và đại diện là cây dương xỉ ra thì còn một số các cây khác như là cây cọc bợ này, cây lông cu ly này hay là cây bèo ong này. Môi trường sống của chúng đó chính là đều ở những nơi nơi ẩm ướt. Nơi ướt giống với rêu đúng nhỉ? Về cấu tạo đặc trưng thì các bạn cần ghi nhớ cho cô. Dương xỉ, hạt trần, hạt kín là đã có hệ mạch rồi. Thì cái điểm đầu tiên đó chính là có hệ mạch. Có hệ mạch hay là có hệ mạch dẫn. Nó đã có hệ mạch dẫn. Rễ thân lá hoàn toàn thật. Rễ thân này, lá này đã thật. Đó. Lá non thì thường quận ở đầu. Đặc trưng ấy. Thường quận ở đầu. Rồi, đó là về cấu tạo đặc trưng. Nó có hạt chưa? Dương xỉ có hạt chưa?
Dương sỉ chưa có hạt và bào tử nằm ở mặt dưới của lá. Cái này các bạn phải ghi vào cho cô, nó về đặc trưng. Chưa có hạt nha, hay là không có hạt. Nó chỉ có bào tử. Bào tử nằm ở mặt dưới lá thôi. Đó, có bào tử nằm ở mặt dưới lá. Rồi, đó về cấu tạo đặc trưng của dương xỉ. Vậy hình thức sinh sản của dương xỉ? Đó chính là sinh sản bằng bào tử giống với rêu. Sinh sản bằng bào tử. Rồi, như vậy chúng ta đã so sánh được giữa rêu và dương xỉ có những cái điểm gì giống nhau và có những cái điểm gì khác nhau rồi. Tiếp theo là về hạt trần. Hạt trần thì môi trường sống của nó ở đâu? Cây thông đúng không? Chúng ta thấy rằng nó thường sống ở những cái nơi rừng đúng không nhỉ? Rồi, và ngoài ra thì còn có cây vạn tuế nữa chẳng hạn. Môi trường sống của hạt trần nó thường ở những cái vùng ôn đới. Vùng ôn đới. Cấu tạo đặc trưng của hạt trần các bạn cũng cần phải ghi luôn cho cô, đó chính là có hệ mạch dẫn để chúng ta phân biệt với ngành rêu. Có hệ mạch dẫn. Tiếp theo, về rễ thân lá thì cũng là thật và phát triển. Rễ này, thân này, lá, thật, phát triển. Kích thước lớn, thân gỗ to, cao, đúng nhỉ? Và nó có hạt, và hạt nằm ở trên lá noãn, không có hoa. Đó, nó có hạt, nằm trên lá noãn. Và ghi nhớ cho cô đó chính là không có hoa. Không có hoa nha. Vậy hạt trần nó sinh sản bằng gì? Nó đã có hạt rồi đúng nhỉ? Như vậy thì nó sẽ sinh sản hữu tính bằng hạt. Sinh sản hữu tính bằng hạt. Đó, vì nó đã có hạt rồi. Cuối cùng đó chính là cái ngành thực vật tiến hóa nhất là hạt kín. Hạt kín thì rất là đa dạng, số lượng loài phong phú. Chính vì vậy nó sống ở khắp nơi. Có thể sống ở khắp nơi. Đó, bao gồm cả ở nước này, cả ở cạn này. Rồi, về cấu tạo đặc trưng, và các bạn cũng phải ghi luôn cho cô, đó chính là có hệ mạch dẫn. Thứ hai đó là rễ thân lá phát triển. Rễ thân lá thật và là phát triển. Rồi, hạt kín thì đã có hạt chưa? Chắc chắn là phải có hạt rồi. Và nó phải nằm ở trong trong quả. Có hạt nằm ở trong quả. Khi hạt nằm ở trong quả thì nó sẽ được bảo vệ một cách kỹ càng hơn. Rồi, như vậy thì hình thức sinh sản của hạt kín cũng sẽ giống với hạt trần, đó chính là sinh sản bằng hữu tính bằng hạt. Sinh sản hữu tính bằng hạt. Rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bảng so sánh 4 cái ngành thực vật mà chúng ta đã được học. Thì nó hơi lớn một chút. Rồi đó, và các bạn có thể xem lại cái câu trả lời này ở trên cái ứng dụng app Vietjet. Đó. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái yêu cầu đầu tiên của cái hoạt động thảo luận số 1. Đó chính là so sánh các cái ngành thực vật. Và chúng ta sẽ có cái yêu cầu số 2.
sắp xếp các loài thực vật, rêu tường, lúa, đậu tương, béo ong, hoa hồng, vạn tuế, bưởi và cây thông, cây cao vào các ngành thực vật phù hợp theo mẫu bảng sau và giải thích. Bây giờ chúng ta vừa có cái bảng so sánh đó rồi, bốn cái ngành thực vật rồi đúng không? Chúng ta sẽ dựa vào cấu tạo đặc trưng của nó và xác định những cái loại thực vật này để xem nó thuộc ngành nào mà chúng ta vừa tìm hiểu xong đấy. Rồi, và sẽ hoàn thành cái bảng này. Thì ở đây cô đã kể cái bảng, chúng ta cùng xác định là xem có cái ngành nào, có cái loài động vật nào thuộc ngành rêu, loài nào thuộc dương xỉ, loài nào thuộc hạt trần và thuộc hạt kín. Trước hết là rêu này, chúng ta đã đọc từ đầu đến cuối nè. Rêu tường, à rêu tường thì chắc chắn đó chính là đại diện của ngành rêu rồi đúng không nhỉ? Chúng ta có rêu tường này. Rồi, thứ hai, lúa thì không phải ngành rêu này, đậu tương cũng không này, béo ong, hoa hồng, vạn tuế, bưởi, thông và cau. Thì ngành rêu chỉ có mỗi một đại diện đó chính là rêu tường mà thôi. Tiếp theo dương xỉ. Dương xỉ thì chúng ta thấy rằng có cây gì nhỉ? À, có cây bèo ong. Chúng ta vừa mới đọc xong đấy. Bèo ong. Rồi, hạt trần thì chúng ta có cây vạn tuế này, cây thông này. Đó. Cây vạn tuế và cây thông. Đó, rồi những cái cây còn lại sẽ thuộc vào hạt kín, bao gồm cây lúa này, lúa, đậu tương, đậu tương, cây hoa hồng, cây bưởi và cuối cùng là cây cau. Đó, như vậy là chúng ta đã sắp xếp xong. Bây giờ chúng ta hãy cùng giải thích vì sao chúng ta lại sắp xếp được vào các cái nhóm như vậy. Rồi, cô sẽ đánh dấu sao ở dưới này là giải thích nha. Giải thích. Đây. Rồi. Thứ nhất là chính là cây rêu tường. Cây rêu tường thì chúng ta sẽ sắp xếp nó vào ngành rêu. Vì cây rêu tường đã có rễ thật chưa? À, nó chưa có rễ thật đúng không nhỉ? Và nó cũng chưa có hệ mạch dẫn. Chưa có rễ thật. Chưa có mạch dẫn. Như vậy thì nó chắc chắn phải thuộc vào ngành rêu. Bởi vì ngành rêu là cấu tạo đặc trưng là chưa có rễ thật và chưa có mạch dẫn. Thứ hai đó chính là cây bèo ong. Cây bèo ong thì chúng ta xếp nó vào ngành dương xỉ. Rồi, chúng ta cùng quan sát lại cái cấu tạo đặc trưng của ngành dương xỉ mà chúng ta vừa so sánh ở cái bảng yêu cầu số 1 đấy, là nó đã có mạch dẫn rồi, đúng không? Thì cây bèo ong cũng vậy, cũng đã có hệ mạch rồi. Có hệ mạch. Vì nha, vì có hệ mạch dẫn. Đó. Và nó có thân, có lá thật. Thân, lá, rễ, thật. Đó, chính vì vậy chúng ta sẽ xếp vào ngành dương xỉ. Ngành dương xỉ thì không có hạt, đúng không nhỉ? Và cây bèo ong cũng vậy, cây bèo ong không hề có hạt, chính vì vậy chúng ta xếp vào ngành dương xỉ. Thứ hai là chính là cây vạn tuế và cây thông, xếp vào ngành hạt trần. Rồi, vì sao? Cấu tạo đặc trưng của ngành hạt trần đó chính là nó có hạt nằm ở trên lá noãn, đúng nhỉ? Nó lộ ra ở bên ngoài. Thì
cây thông chắc chắn rồi, cây vạn tuế cũng vậy, nó đã có hạt nhưng mà hạt nằm ở trên lá noãn, có hạt nằm trên lá noãn, nó không hề nằm trong quả. Nếu như nằm trong quả thì nó lại thuộc vào ngành ngành hạt kín, và đối với cây vạn tuế và cây thông thì đều không có hoa, đều không có hoa. Chính vì vậy nó chắc chắn phải thuộc vào ngành hạt trần. Tiếp theo đó chính là các cái cây còn lại, cây lúa này, đậu tương, rồi hoa hồng, cây bưởi và cây cau thì sẽ xếp vào ngành hạt kín. Toàn bộ lúa này, đậu tương, hoa hồng, bưởi và cau thì đều có hạt và hạt được bảo vệ ở trong quả. Đó. Vì có hạt được bảo vệ ở trong quả, tức là nó nằm trong quả. Chính vì vậy được coi là ngành hạt kín. Vì có hạt được bảo vệ trong quả. Vàng ra có hoa chưa? Đúng rồi, nó đã có hoa rồi. Đó, và đã có hoa. Đó, những cái cấu tạo đặc trưng của ngành hạt kín. Dựa vào đây thì chúng ta thể sắp xếp được. Và không chỉ chúng ta có thể sắp xếp được những cái ngành động vật bằng đề bài cho sẵn này, chúng ta có thể sắp xếp được những cái loại thực vật mà chúng ta quan sát được ở vườn nhà này, vườn trường này, và sắp xếp vào các từng ngành phù hợp. Đó. Rồi, như vậy qua phần này thì chúng ta đã khắc sâu được kiến thức về cái cấu tạo đặc trưng các ngành động vật mà chúng ta đã được học. Vậy bên cạnh đó, thực vật nó sẽ có vai trò gì? Chúng ta cùng chuyển sang phần ba la mã, vai trò của thực vật. Thứ nhất đó chính là vai trò đối với môi trường. Rồi. Trong tự nhiên thì nó sẽ có các cái hiện tượng như là núi lửa này, cháy rừng này, hoặc là cùng với các cái hoạt động công nghiệp, giao thông hoặc sinh hoạt của con người. Nó thải vào môi trường cái lượng lớn khí carbon dioxide. À, đây là khí carbon dioxide. Công thức là CO2. Và bên cạnh đó còn rất nhiều các cái khí thải độc hại khác gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ như là khí carbon oxide. Đó, CO, ký hiệu là CO, đều gây ô nhiễm môi trường. Và thực vật hay là cây xanh thì nó đã có một cái khả năng, đó chính là hấp thụ một cái lượng lớn khí carbon dioxide, tức là khí CO2. Để nó làm gì? Để nó thực hiện cái quá trình quang hợp này. Chúng ta biết rằng cây xanh thì muốn nó sinh trưởng và phát triển được thì phải luôn luôn thực hiện cái quá trình quang hợp, đúng nhỉ? Để mà tổng hợp nên các cái chất hữu cơ. Và thông qua cái quá trình đó, nó cũng đã giải phóng ra khí oxygen ra môi trường, giúp cho con người hoặc các cái loài động vật khác thực hiện cái quá trình hô hấp. Như vậy thì thực vật nó đã có vai trò đó chính là cân bằng khí oxygen và cân bằng khí carbon dioxide trong khí quyển. Luôn luôn giữ được ở một cái mức cân bằng. Ngoài ra thì ở thực vật nó còn có một cái hiện tượng đó chính là thoát hơi nước ở lá cây đấy. Và nó góp phần làm giảm nhiệt độ của môi trường, điều hòa không khí. Và rất quan trọng đó chính là giảm được cái hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Bởi vì hiệu ứng nhà kính là một cái hiện tượng rất là nguy hiểm, nó gây ra biến đổi khí hậu rất là mạnh. Chúng ta quan sát hình 34.8 thấy rằng đây là một số loài cây thường được trồng ở trong nhà, đúng không nhỉ? Ví dụ như cây lan ý này. Đó, hoa của nó rất là đẹp. Cây lưỡi hổ này, hoặc là cây thường xuân. Đây hình ảnh cây thường xuân. Được chưa? Rồi, chúng ta có một cái câu hỏi, đó chính là đọc thông tin trên và quan sát hình 34.8 cho biết việc trồng cây trong nhà có tác dụng gì.
Kể thêm một số cây nên trồng trong nhà mà em biết. Rồi, chúng ta thấy rằng ở trong nhà của chúng ta hoặc là trong môi trường, khuôn viên trường, ngoài những cái cây ở ngoài vườn thì ở trong lớp học hoặc là ở thư viện chẳng hạn cũng có một số cây được trồng ở trong nhà, đúng không nhỉ? Vậy thì nó có tác dụng gì? Chúng ta cùng trả lời. Đây là câu hỏi số 7. Đó, câu hỏi số 7. Sách giáo khoa trang 119. Rồi, ý đầu tiên của câu hỏi đó chính là cho biết việc trồng cây trong nhà có tác dụng gì. Rồi, chúng ta sẽ trả lời tác dụng của cây trồng trong nhà. Tác dụng của cây trồng trong nhà. Thứ nhất đó chính là gì? Trong nhà thì con người chúng ta thực hiện cái quá trình hô hấp, thải ra bên ngoài khí carbon dioxide, đúng không? Bởi vì chúng ta cần khí oxygen mà thải ra bên ngoài. Thì cây sẽ giúp hấp thụ một cái lượng khí carbon dioxide đó trong không khí, đó chính là cái vai trò đầu tiên. Hấp thụ lượng carbon dioxide. Đó. Hay là cô viết công thức của nó đó chính là CO2 đấy, hấp thụ lượng CO2 trong không khí. Và nó sẽ làm cho không khí trong lành hơn. Thứ hai đó chính là khi nó hấp thụ lượng carbon dioxide này rồi thì nó sẽ làm sạch cái không khí trong nhà đấy. Làm sạch không khí. Trong nhà. Khi mà chúng ta đến gia đình nào đấy mà trồng rất là nhiều cây xanh trong nhà chẳng hạn, chúng ta thấy rằng không khí của gia đình đó rất là mát mẻ này, trong lành này. Đó. Bên cạnh đó thì một số cây mà nó có cái vẻ ngoài rất là đẹp, giống như cái cây lan ý chúng ta vừa quan sát này, cây lưỡi hổ này, cây thường xuân, thì nó có thể dùng để làm cảnh trang trí này, trang trí gia đình đó. Rồi, ngoài ra thì còn một cái tác dụng nữa cũng rất là quan trọng đối với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, đó chính là giảm bức xạ từ các thiết bị điện tử. Đó, giảm bức xạ từ các thiết bị điện tử. Từ các thiết bị điện tử. Ví dụ như là máy tính này, điện thoại này, vân vân. Rồi, thứ hai đó chính là kể tên một số cây trồng trong nhà. Một số cây trồng trong nhà. Rồi, các bạn có thể quan sát xem nhà mình có những cái cây trồng nào trong nhà, các bạn kể vào đây. Đó, hoặc ví dụ như nhà cô hoặc là cô biết một số cây, ví dụ như là cây kim tiền này, cây kim tiền, đó, cây kim ngân, một số cây còn có thể mang nhiều tài lộc đến cho gia đình chẳng hạn, hoặc cây lưỡi hổ này, cây lưỡi hổ giống trong hình 34.8 ấy, cây lưỡi hổ này, cây sống đời, cây thường xuân. Và rất là nhiều một số cái loại cây khác nữa. Và vai trò là chính là trang trí. Và rồi, đó là một số cái vai trò của cây trồng đối với môi trường ở trong gia đình và trong các khuôn viên, những nơi công cộng chẳng hạn. Vậy còn đối với tự nhiên, trong môi trường tự nhiên như môi trường đất, môi trường nước, thì thực vật nó có cái vai trò gì? Chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp cái hoạt động sau. Rồi, chúng ta sẽ cùng trang mở cho cô trang 120. Ở đây thì ngoài thực vật,
Ngoài ra, các thực vật còn góp phần bảo vệ môi trường đất này, nguồn nước này và giúp hạn chế giảm nhẹ cái sự nguy hiểm của thiên tai. Ví dụ như là sạt lở đất này, lũ quét chẳng hạn. Đó thì nó sẽ có cái vai trò bảo vệ môi trường thiên nhiên. Đây chúng ta sẽ có cái hoạt động số 2 để tìm hiểu kỹ hơn về cái vai trò của thực vật đối với tự nhiên. Rồi. Đây là hình ảnh hoạt động số 2, chúng ta có cái hình 34.9 này, lượng chảy của dòng nước mưa ở hai nơi khác nhau. Nơi thứ nhất đó chính là có rất là nhiều cây, đúng không? Còn thứ hai ở cái quả đồi B thì cây rất là ít, chỉ có một số những cái cây ở trên bề mặt rất là nhỏ thôi, kích thước nhỏ. Rồi chúng ta cùng đọc cái yêu cầu đầu tiên của hoạt động số 2. Hãy quan sát hình 34.9, so sánh lượng chảy của dòng nước mưa trên mặt đất ở nơi có rừng. Đây, hình 34.9A là có rừng này, với đồi chọc là hình 34.9B. Và giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó. Rồi, so sánh lượng chảy. Thì ở đây người ta đã chú thích lượng chảy cho chúng ta rồi này. Đây là mưa xuống. Đó, mưa xuống này. Lượng chảy ở đồi mà có cái rừng đấy, nơi có rừng thì là 0,6 mét khối trên giây. Còn đối với đồi chọc, lượng chảy của nó là 21 mét khối trên giây. Như vậy thì cái lượng chênh lệch nhau nó rất là lớn, đúng nhỉ? Rất là lớn. Như vậy chúng ta có thể trả lời cái câu hỏi hoạt động số 2 như sau. Chúng ta cùng ghi hoạt động số 2, sách giáo khoa trang 120. Đây là hoạt động 2. Sách giáo khoa trang 120. Rồi. Đầu tiên là so sánh lượng chảy của cái dòng nước nơi mà đồi có cây và một cái quả đồi hình 34.9B và không có cây. Chúng ta có thể thấy được rằng cái lượng chảy của dòng nước mưa ở nơi có rừng nhỏ hơn rất nhiều. Yêu cầu số 1 nhé. Ý đầu tiên, lượng chảy của dòng nước mưa, đây là mưa xuống này, ở nơi có rừng nhỏ hơn rất nhiều. Nhỏ hơn rất nhiều so với ở đồi chọc. Tại vì sao nó lại có cái sự chênh lệch nhau rất là lớn như vậy? Tại vì sao? Chúng ta cùng quan sát ở trong đây là quả đồi có cây nhé. Khi mà nước mưa rơi xuống này, nó sẽ va chạm với các cái tán lá cây, đúng không? Còn đối với ở cái bên đồi chọc này thì không hề có cái tán lá cây để ngăn cản, và mưa nó sẽ trực tiếp rơi xuống dưới đất, và thậm chí nó làm rửa trôi đất nữa, rửa trôi đồi chọc. Thì chúng ta có thể giải thích, giải thích vì sao. Thế là ở nơi có rừng, ở nơi có rừng, rồi sẽ có để lên đây nhé. Ở nơi có rừng thì nó có cái sức cản của các cái tán cây. Nhờ có sức cản của các tán cây. Đó. Chính vì vậy mà nó sẽ cản bớt cái sức nước chảy của dòng nước mưa. Rồi, cản bớt sức nước chảy.
Ngược lại thì đồi chọc đấy. Ở đồi chọc thì không có cây, như vậy nó có sức cản của các tán cây hay là không? Đó, ngược lại ở đồi chọc thì không có tán cây. Không có tán cây. Chính vì vậy mà nó không có sức cản nước, không có các tán cây để cản. Nước. Đó. Chính vì vậy mà cái lượng chảy của dòng nước nó sẽ lớn này, nhanh này, mạnh hơn. Đó. Lượng chảy của dòng nước mưa. Mưa nó sẽ rơi trực tiếp xuống. Chính vì vậy mà nó sẽ nhanh này. Nhanh và mạnh hơn. Rồi. Và thậm chí nếu như mưa to, rất là lớn chẳng hạn, thì nó còn có cái khả năng, đó chính là khả năng xấu là rửa trôi hoặc là làm xói mòn đất. Đó. Như vậy chúng ta đã trả lời được cái ý đầu tiên, đúng không? So sánh này, lượng chảy của dòng nước ở trên mặt đất, nơi có rừng, ở nơi đồi trọc, và giải thích được sự khác nhau. Và chúng ta hãy cùng đến với cái ý tiếp theo này. Ý tiếp theo vẫn của cái yêu cầu số 1 nhé. Lượng chảy của dòng nước mưa có ảnh hưởng như thế nào đến độ màu mỡ và khả năng giữ nước của đất? Đó, vẫn là tiếp tục so sánh ở bên có rừng và bên đồi trọc về cái độ màu mỡ của đất và khả năng giữ nước của đất. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như mà lượng chảy của dòng nước mưa lớn, nó sẽ rửa trôi đất màu mỡ, đúng không? Nó rửa trôi toàn bộ cái phần lớp đất ở trên bề mặt đi. Đó chính là cái lớp đất màu mỡ đấy. Và làm cho đất bị xói mòn. Vậy chúng ta có thể trả lời cái ý số 2 như sau. Lượng chảy của dòng nước mưa của dòng nước mưa khi mà nó lớn thì nó sẽ rửa trôi đất màu mỡ, sẽ rửa trôi đất màu mỡ lớp đất ở trên bề mặt và nó làm cho đất bị xói mòn, làm cho đất bị xói mòn, được chưa? Bên cạnh đó thì khi nước chảy nhanh và mạnh này, nước nó rơi trực tiếp xuống, nó sẽ chảy rất là nhanh và mạnh. Và khi nhanh và mạnh như vậy thì đất nó có kịp ngấm nước không? À không, đúng nhỉ? Đất nó sẽ không kịp ngấm nước. Đất không kịp ngấm nước. Đó. Chính vì vậy mà cái khả năng giữ nước của cái bên đồi chọc nó cũng sẽ rất kém. Khả năng giữ nước kém hoặc là nó sẽ bị giảm đi. Khả năng giữ nước giảm. Đó. Đó là cái ý số 2, câu trả lời số 1. Và vẫn còn một ý nữa. Đó chính là cái câu hỏi này rất là dài, nó gồm 3 cái ý nhỏ và chúng ta phải tách từng ý ra để chúng ta trả lời. Là ý cuối cùng này. Từ đó cho biết đất có rừng che phủ hay đất trên đồi núi chọc dễ bị xói mòn, sạt lở, hạn hán hơn. Và đương nhiên đó chính là đất không có rừng che phủ rồi, đồi chọc rồi, nó sẽ bị xói mòn ngay bởi vì nó không hề có cái tán cây để nó cản lại cái sức nước mưa. Nó rơi trực tiếp xuống và xói mòn, rửa trôi đất đi luôn. Đúng chưa ạ? Vậy chúng ta thì trả lời ý số 3 nhá. Đó chính là đất trên đồi này, núi chọc này. Trên đồi, núi chọc.
Nó sẽ bị dễ xói mòn. Dễ bị xói mòn này, dễ bị rửa trôi hoặc là bị sạt lở, hạn hán hơn. Còn đối với đất mà có rừng che phủ thì có các tán cây cản nước lại, và khi mưa xuống thì đất nó sẽ được ngấm nước mưa xuống phía dưới và nó sẽ ít bị xói mòn hơn, ít bị sạt lở hơn. Và qua đây thì chúng ta thấy rằng để giảm thiểu cái sự xói mòn của đất, sạt lở của đất thì chúng ta cần phải trồng cây phủ kín những đồi trọc. Đó là yêu cầu số 1 của cái hoạt động 2, sách giáo khoa trang 120. Tiếp theo là cái yêu cầu số 2. Rồi chúng ta cùng quan sát tiếp yêu cầu số 2 này. Hãy quan sát hình 34.10. Đây là hình 34.10, một số thiên tai. Nêu một số thiên tai ở nước ta. Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thiên tai ngày càng gia tăng và đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trên? Đó, thì chúng ta có thể trả lời như sau. Yêu cầu số 2 của hoạt động 2 nha. Một số thiên tai thì chúng ta có thể quan sát ở trong hình và nêu được luôn. Lũ lụt này, đưa hình ảnh hạn hán đúng nhỉ? Lũ lụt này. Ở trong năm 2021, 20 và 21 vừa rồi thì chúng ta có thể biết được đó chính là cái hiện tượng lũ lụt ở miền Trung nó xảy ra vô cùng lớn và thời gian kéo dài lâu đúng nhỉ? Ảnh hưởng rất là lớn đến kinh tế cũng như là đời sống của nhân dân. Đây là hình ảnh về hạn hán này. Còn đây là hình ảnh về sạt lở đất rất là nghiêm trọng. Đó. Rồi việc sạt lở đất ở các cái vùng đồi núi nó cũng gây ra một cái hậu quả rất là lớn. Có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của con người bị chôn vùi ở trong đất nếu như cái sự sạt lở nó xảy ra bất ngờ. Rồi, chúng ta có thể kể tên thứ nhất là chính là một số thiên tai. Một số thiên tai như là lũ lụt này, lũ quét này, bão lũ này, vân vân, hạn hán. Hạn hán này, sạt lở đất này, vân vân. Rồi, có núi lửa không? Ở nước ta thì không có, đúng nhỉ? Ở nước ta thì chỉ có lũ lụt, lũ quét, hạn hán, sạt lở thôi. Và bão này, vân vân. Rồi, nguyên nhân. Có những nguyên nhân nào mà nó gây ra những cái thiên tai lớn như vậy? Rồi, đối với nguyên nhân, chúng ta thấy rằng một trong những nguyên nhân rất là ảnh hưởng rất lớn đó chính là hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính này. Thứ hai là chính là nạn chặt phá rừng. Nạn chặt phá rừng. Rồi. Thứ ba đó chính là cháy rừng. Đó, mất đi một cái lượng lớn thực vật. Và thứ tư đó chính là biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu cũng một phần do hiệu ứng nhà kính này, một phần do con người. Đúng. Gây ảnh hưởng lớn đến môi trường dẫn đến biến đổi khí hậu. Vậy thì từ những nguyên nhân này, chúng ta đề xuất như một số biện pháp để mà giảm thiểu cái thiên tai này. Thực vật thì nó đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu cái thiên tai, bão, lũ lụt, hạn hán. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đề cao cái việc đó chính là trồng cây gây rừng. Trồng cây gây rừng. Chúng ta có thể trồng cây trong nhà, trồng cây ở trường, trồng cây phủ kín đồi trọc, hoặc là tuyên truyền cho mọi người trồng cây.
Tiếp theo đó chính là bảo vệ môi trường. Đó, không vứt rác bừa bãi này. Các cái chất thải thì không được thải trực tiếp ra môi trường mà cần phải qua xử lý. Hoặc là chúng ta có thể khuyến khích sử dụng những cái phương tiện công cộng. Khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. Phương tiện công cộng. Bởi vì khi chúng ta sử dụng phương tiện công cộng thì cái lượng khói bụi thải ra ngoài môi trường nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Hoặc là có biện pháp đó chính là cấm chặt phá rừng. Khi mà chúng ta đã trồng cây gây rừng rồi thì chúng ta cần phải cấm chặt phá rừng bừa bãi, trái phép này. Chặt phá rừng để lấy gỗ này, hoặc là đốt rừng làm nương rẫy này thì cũng không được phép, đúng nha. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường. Đó là một số cái biện pháp chúng ta có thể thực hiện được để mà bảo vệ môi trường, giảm thiểu một số cái thiên tai. Rồi, đó là về toàn bộ những cái vai trò của thực vật đối với tự nhiên. Đó. Vậy thì vai trò của thực vật đối với động vật và con người thì sao? Vai trò của thực vật này đối với động vật và con người thì chúng ta hãy cùng quan sát cho cô cái hình sau đây. Rồi, đây là hình 34.1. Một số vai trò của thực vật đối với con người. Ở đây chúng ta có thể quan sát được đó chính là hình ảnh con chim đang làm tổ trên cây, đúng nhỉ? Và hình ảnh là con trâu đang ăn cỏ ở ngoài đồng. Đó chính là những cái vai trò của thực vật đối với động vật đấy. Trong hình đầu tiên, 34.11 đầu tiên đây, nó cung cấp nơi ở cho loài chim, đúng nhỉ? Còn ở hình con trâu đang ăn cỏ này thì đó chính là nó cung cấp nguồn thức ăn. Đó chính là hai cái vai trò. Ở đây cũng chính là cái câu trả lời cho câu hỏi số 8, đúng nhỉ? Chúng ta có thể trả lời câu hỏi số 8 sách giáo khoa trang 121 như sau. Rồi, đây là câu hỏi số 8 trang 121. Câu hỏi 8 sách giáo khoa trang 121. Yêu cầu đầu tiên đó chính là cho ta biết những vai trò gì của thực vật thông qua cái hình 34.1 này. Hình đầu tiên, thực vật nó cung cấp nơi ở cho động vật. Thực vật cung cấp nơi ở cho động vật. Đặc biệt là các cái loài chim, đúng nhỉ? Thứ hai đó chính là thực vật cung cấp nguồn thức ăn. Cho động vật. Cho động vật. Rồi. Trâu hoặc bò chẳng hạn không thể thiếu được nguồn thức ăn đó chính là cỏ được, đúng nhỉ? Yêu cầu số 2, hãy kể tên một số loài động vật ăn thực vật và cái loại thức ăn của chúng. À, xung quanh chúng ta thì rất là nhiều những cái loài động vật mà sử dụng thực vật làm thức ăn, đúng không? Rồi ví dụ này, trâu này hoặc bò này thì bắt buộc thức ăn của nó phải là gì nhỉ? Ăn cỏ rồi, đúng không? Ăn cỏ. Đó. Hoặc là con thỏ nó thường ăn gì? Cà rốt này, cũng chính là thực vật này. Hoặc là ăn gì? Có thể là rau xanh, vân vân. Hoặc con khỉ, thức ăn của nó đó chính là quả chuối, đúng nhỉ? Quả, các loại quả. Rồi, đó là nội dung câu hỏi số 8, sách giáo khoa trang
121 là vai trò của thực vật đối với động vật. Hay còn đối với con người? Đối với con người thì sao? Chúng ta hãy cùng quan sát này. Rồi, ở đây chúng ta có một cái bảng vai trò của thực vật đối với con người và yêu cầu chúng ta nêu được tên cây, một số hình ảnh về cây. Chúng ta có là cây bạch đàn này, cây chuối này, cây cà chua này. Và ở bên này thì chúng ta có cây lúa này, cây vại này, cây vạn tuế này. Rồi đây, các bạn có thể quan sát. Đó. Rồi, cây nha đam, cây đinh lăng và cây cà phê. Đó là một số các loại cây. Như vậy thì ở đây thì cô sẽ không để bảng nữa mà cô sẽ ghi ra luôn. Ghi ra luôn cho chúng ta vai trò và cô sẽ đánh mũi tên nha. Các bạn sẽ chú ý cho cô. Thứ nhất là chính là cung cấp lương thực và thực phẩm. Rồi, đây là hoạt động 3. Hoạt động 3. Sách giáo khoa trang 121. Thứ nhất đầu tiên đó chính là thực vật cung cấp lương thực thực phẩm. Thực vật cung cấp lương thực thực phẩm. Vậy. Cô xin lỗi. Lương thực thực phẩm. Rồi, trong vở các bạn có thể kẻ bảng nha. Ở đây cô sẽ ghi và cô sẽ ghi dấu hai chấm như này. Rồi, vậy chúng ta cùng quan sát ở trong đây. Có những cái cây nào mà nó cung cấp lương thực và thực phẩm cho chúng ta? À, chắc chắn đó chính là phải có cây lúa rồi, đúng không? Chúng ta có cây lúa này. Và ở bên này thì chúng ta có cây cà chua này. Cây cà chua. Và bên cạnh đó các bạn có thể kể thêm một số các cái loài cây khác nữa. Nó cung cấp nguồn lương thực thực phẩm cho chúng ta. Cô lấy ví dụ thêm là cây ngô chẳng hạn. Đó là thứ nhất. Thứ hai, đó chính là thực vật lấy quả. Thực vật lấy quả. Rồi, lấy quả thì có những cái cây nào? Đây chúng ta cùng quan sát này. Ở trang bên này, đúng nha. Thì chúng ta sẽ có cây chuối. À, bên đây chúng ta cũng có cây vải. Chuối này, cây vải. Hoặc các bạn cũng có thể kể thêm một số cây trong gia đình chúng ta như cây nhãn này. Hoặc cây bưởi này, vân vân. Thứ ba đó chính là làm cảnh. Làm cảnh có thể là những cái cây trồng ở trong nhà, ví dụ như là cây vạn tuế này. Cây vạn tuế thì ở ngoài khuôn viên ngoài, đúng nhỉ? Cây nha đam trồng trong nhà. Cây nha đam và một số các loại cây khác lúc nãy chúng ta cũng đã trả lời. Thứ tư đó chính là lấy gỗ. Những cái cây nào sử dụng để lấy gỗ, có thể sử dụng để làm những cái dụng cụ trong gia vật dụng trong gia đình như là giường tủ hoặc là bàn ghế chẳng hạn. Thì cây lấy gỗ ở đây chúng ta có cây bạch đàn. Chúng ta có cây bạch đàn. Đó. Làm thuốc. Làm thuốc thì chúng ta có cây đinh lăng. Và cây nha đam. Nha đam cũng có thể sử dụng để làm thuốc được nha. Ngoài ra thì còn có công dụng khác.
Công dụng khác thì có cây gì? Ở đây chúng ta thấy có cây cà phê mà chúng ta vẫn chưa điền nó vào cái mục nào cả, đúng không? Chính là cây cà phê. Cây cà phê thì là một loài cây công nghiệp, đó, dùng để sản xuất cà phê. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái hoạt động số 3, sắp xếp các cái cây trong hình ảnh mà chúng ta quan sát được và từng nhóm phù hợp, bao gồm nhóm thực vật cung cấp lương thực này, thực phẩm này, nhóm cây lấy quả này, nhóm cây làm cảnh, nhóm cây lấy gỗ làm thuốc và một số công dụng khác, cà phê, hoặc là ngoài ra còn có cả cao su nữa. Đó, ngoài những cái cây mà chúng ta quan sát được hình ảnh mà hoạt động số 3 cung cấp thì chúng ta có thể lấy thêm một số những cái cây ở bên ngoài mà chúng ta quan sát được. Đó là những cái vai trò của thực vật đối với con người, rất là nhiều mục đích khác nhau. Rồi, bên cạnh những cái loài thực vật có vai trò đặc biệt quan trọng đối với con người thì cũng có một số các loài thực vật nó có chứa các cái thành phần và chất độc nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cô lấy ví dụ đó chính là cây trúc đào. Rồi, đây là hình ảnh cây trúc đào. Đặc biệt đó chính là nhựa của cây trúc đào nó có chứa chất độc gây nguy hiểm đến tính mạng của con người nếu như mà ăn phải. Hoặc là cây cà độc dược thì nhựa cây có thể gây dị ứng cho da, là cây cà độc dược. Đó, ngay tên của nó chúng ta thấy rằng nó có một chứa một chất gì đấy, đúng không nhỉ? Hoặc là một cây gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của con người, đặc biệt là hệ thống miễn dịch, đó chính là cây thuốc phiện, cây anh túc này, nó có chứa chất gây nghiện. Đó. Rồi, một số các loài thực vật gây hại cho con người. Như vậy thì qua cái bài học thực vật này, chúng ta đã tìm hiểu về bốn cái ngành thực vật chính, đó chính là ngành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần và ngành hạt kín. Và qua bài học này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái thế giới thực vật nó rất đa dạng và phong phú về loài này, về kích thước này và về cả cái môi trường sống nữa. Nó có thể thích nghi được với cái nhiều môi trường sống khác nhau. Thực vật nó có vai trò đặc biệt quan trọng đối với con người và đối với cả động vật nữa. Chúng ta có cái mục em có thể, đó chính là biết tận dụng những cái lợi ích của cây xanh để chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là trồng nhiều cây, lựa chọn cây làm sạch không khí trong gia đình và lựa chọn thực vật. Cái này các em có thể tự thực hiện ở trong gia đình. Cô lấy ví dụ chúng ta sẽ trồng một số cây và để trong gia đình của chúng ta, đúng không? Ngoài việc trang trí này thì nó còn có cái tác dụng là làm môi trường không khí trong lành hơn chẳng hạn. Rồi, các bạn có thể ôn tập thêm một số cái bài tập về bài thực vật ở trên app ứng dụng Vietjet. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.